Chiều ngày 21 tháng 5, đồng chí Hoàng Thái Cương, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Sông Công đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Bá Xuyên. Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Bá Xuyên cho thấy, các tổ bầu cử đều đang tích cực hoàn thiện công tác trang trí, khánh tiết phục vụ cho ngày bầu cử, việc niêm yết danh sách cử tri, các ứng cử viên chuẩn bị hòm phiếu. Qua nắm bắt tình hình dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã, nhìn chung nhân dân rất háo hức chào đón ngày 23 tháng 5 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao việc chuẩn bị cho bầu cử của chính quyền cơ sở. Đồng chí cũng yêu cầu các tổ bầu cử đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, chú ý trang bị đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch từ những việc làm cụ thể như chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, có kịch bản, phương án cụ thể nhằm chủ động đối phó, không để bị động bất ngờ.